đời cho một lần 140 cây vàng, nhưng tới cuối đời bây giờ lại đi lượm ve chai. Cũng trở về định với cha chứ không bỏ ngày. Mình thấy có buồn không? Dạ không buồn, con mình hết rồi. Bây giờ là chú đang đi phải đi làm từ thiện, đi giúp lại những gì đó để lấy lại công đức. Nó cũng như là cái dây bự, dây đực ngựa mình buộc cái lông quần. Mấy? Buộc cái lông quần mà đi nặng cái nịch đấy. Dạ. Rồi em mới lụm, em tưởng là cái gì không biết. Dạ. Mới móc ra nó trụi. Rồi mình giang thề, lật bên đây sao rồi sao chữ tiêu không? Lật bên đây sao chữ tiêu không? Sao chữ tiêu? Chú thường hay, được biết là chú thường hay đi xuống dưới sông á, để vớt lặn những cái xác chết như vậy á. Dạ. Thì chú có sợ hãi khi không? Mà cái đó không sợ, cái đó tâm linh. Tại mình ước mơ mình lặn xuống, trước khi mình lặn mình cũng phải giái. Thôi bà cậu có phúc mặt phúc mày, cho tôi lặn, tôi tìm được cái xác, cho gia đình ta vui, tôi cũng vui. Thưa quý chú chị, mấy hôm nay thì đã xảy ra cái việc lùm xùm là việc mà vụ bé Ngọc, thưa quý chị. Gần đây thì có cái việc mà việc bé Ngọc là con của ai, rồi hôm nay là mẹ bé Ngọc đã nuôi những bé đó như thế nào, bằng cách nào, rồi cha có phải là cha cái bé Ngọc hay không, thì câu chuyện đó hơi đi xa. Thực sự là Trung muốn làm video này cũng muốn là khép lại câu chuyện ở đây luôn, để cho bà con mình cũng không có đi sâu quá nữa. Tội là tội bé Ngọc khi mà vẫn chưa tìm thấy thi thể, chưa về được gia đình, nhưng lại gia đình thì xảy ra những chuyện sự cố là như vậy. Câu chuyện đó mình nghĩ là mỗi nhà đều có mỗi cảnh, mỗi người đều có nỗi khổ khác nhau hết. Mình cứ tạm gác, nếu ai có thể giúp đỡ được mẹ của bé Ngọc đang nuôi ba đứa con thì có thể là giúp đỡ, để cho mẹ có thể là sau này không còn làm những chuyện xấu hổ như vậy nữa, thưa quý vị ha. Sáng nay Trung có nhận được tin tức rằng đã tìm được xác bé Ngọc. Nên mấy em tức tốc lên đường và cùng với đội từ thiện của trại hồn Chú Nam, trại hồn Phúc Hậu á, cùng nhau lấy thuyền ra bên ngoài đó và chuẩn bị luôn con quách luôn để đón bé Ngọc về. Nhưng mà khi đến nơi thì lại không đúng như vậy. Đến nơi chưa kịp tới là được thông báo rằng đó không phải bé Ngọc. Thì đây là một sự cố hết sức rất đáng tiếc, mà có thể là Trung thành thật xin lỗi với các chú anh chị mình đã xem livestream của Trung sáng nay. Đây là một việc xảy ra đáng tiếc. Tuy nhiên hôm nay Trung ngoài việc xin lỗi đó và cũng giải thích cho bà con nghe câu chuyện của chú Nam, câu chuyện mà việc mà bị sai thông tin như vậy, thì Trung cũng muốn dẫn quý vị của chú anh chị mình nghe một câu chuyện khác của một chú cũng đã và giờ đang đi vớt xác bé Ngọc. Nhưng chú có một câu chuyện rất là hay, rất là có thể nói là cảm động, cảm xúc mà Trung muốn chia sẻ lên cho bà con. Trung sẽ chia sẻ ở cuối video. Bây giờ thì Trung sẽ vô gặp chú Nam để hỏi rõ hơn câu chuyện tại sao lại thông tin là không đúng như vậy, để cho bà con mình lại đi sai, cùng Trung đi sai, dẫn bà con đi sai, và bà con có những cái lời gọi là phàn nàn làm cho mình thật sự là thấy rất là khó chịu. Đây là một sự việc mà mình ngoài cái mong muốn, thưa bà con. Chú Nam ơi, ở đây qua ra con hỏi nó thăm cái này cái nè. Quý vị, đây là cái trại hòm của chú Nam nha. Đây là cái nơi mà chú làm những cái hòm từ thiện. Đây là miếng ván mà. Những cái ván này là để đóng hòm chú hả? Đây là ván để đóng hòm. Đây là mình đóng hòm phẩm cái hòm. Đây là hòm dân tộc. Dạ. Đủ điều miên là mình cho là không có nhận tiền. Đây là hòm dân tộc miên. Còn hàng Việt thì nằm bên xóa bển. Tức là chú làm vừa người Kinh vừa người Khmer luôn quý vị nha. Người Khmer luôn. Rồi chú ra đang chú cho sáng chú. Con đã thăm cái là lúc nãy nè. Dù việc mà sáng nay coi chừng rớt nhảy xuống nước nè. Sáng nay á là việc mà mình đi qua bên chỗ mà nhận bé thì đó là thông tin đó từ đâu rồi chú ha? Cái thông tin đó, cái số điện thoại 12 đó là có cái cô bé đó là điện cho chú Nam là chú đang người ta cho xài từ thiện lên xe đó. Rồi chú mới nghe cái thông tin là nói là cháu nó người ta vớt được rồi. Ở tại thứ hai á mà ở trong ngoài dầm biển. Mà giả tướng là coi như là không có bận quần áo, tóc vàng, là cháu chừng khoảng 10 tuổi trở lại. Thì mình nói thấy vậy là nghe chính xác, thì chú mới là điện cho các anh em YouTube đi theo. Là chú đem cái vỏ từ thiện của chú đó, là chở anh em xuống dưới, tới xuống dưới đó. Là cái chương trình đó là coi như là không phải là một người đứa bé đó mất,
là một người thanh niên. Bây giờ thì anh em cũng đi cực khổ từ bên đây là lội qua bên biển mà vượt biển mà đi tìm một cái xác, chở cái quan tài, cái quách cho cháu đầy đủ hết, là chuẩn bị anh em là đi qua là chở liệm rồi là đem về. Mà bây giờ qua bên bển là nó chết quá rồi, bây giờ mình biết sao, giờ người ta báo cáo cho mình là hay là nói là cháu đã vớt được rồi. Mà bây giờ mình đâu phải là cháu đâu, rồi mình người thanh niên. Dạ. Yeah. À, chú là chú thì là dùng ghe để chở, để vợ cho tôi thiện tao đó không lấy tiền, nhưng mà con cái là lúc sáng người ta nói cho chú là có nói rõ chi tiết là như chi thế nào tiết không? Luôn, chính xác luôn, chi nói là cháu là mà tóc vàng ở trần ở tròn, là nói là coi như là bà con về của cô gì lớn lớn tuổi đó. Thì chú thì nghe cái tiếng không biết là cái số điện thoại đó mình không biết, thì không gặp mặt được người là mình không biết là ai. Người ta kêu chú bây giờ lấy chiếc ghe cái vỏ chạy xuống dưới, là tốc hành đi xuống dưới. Bây giờ anh em YouTube là coi như ở dưới là hết một mới rồi đó, thì bây giờ mình xuống anh em chuyến sau thì xuống như gần cả chục người mà đi qua bên sông bên biển mà đi qua thì thấy là không đúng đối tượng rồi, làm sao dám mà lại quay. Dạ đúng rồi, việc xớt xác này quý vị là chú Nam thường xuyên có làm như vậy luôn chú hả? Ừ, cũng là thường xuyên là cái xác mà chết cho chết nổi là ở đây là cái trại này là đi là liền liền cái luôn, đi vớt xác về rồi phải tắm rửa cho người ta, rồi phải liệm cho gia đình người ta, thì mình ta xin hàng mình cho tới chỗ là coi như là bên trại hàng bên đây đó, thì coi như là nửa đêm nửa hôm là kêu cỡ nào cũng là đi vớt được hết. Dưới hoặc là nhà trọ đồ này nọ chết đồ này không có ai thì cũng có chú Nam. Thực ra là ngoài thông tin của chú ra không thì con còn nhận một thông tin khác nữa của một người khác gọi tới báo cho bạn YouTube á, là đã tìm thấy thi thể của bé rồi. Thành ra là con nghe cả hai phía nên cái sự xác nhận này nó trở nên nó đáng tin cậy hơn. Nên mới là tất tốc anh em lại đi. Dạ, anh em phải đi hết đi xuống đó để mà chia sẻ thông tin cho bà con. Nhưng đúng ra thì nó lại không được như vậy. Không được ý muốn như mình. Dạ. Thì cái này là cái mà chúng tôi thực sự mà nói là ngoài ý muốn và cũng thật sự là xin lỗi, nhưng mà con của chú chị mình đã theo buổi livestream vừa rồi mà nói là rằng là đang đi đến đó, thực sự là chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cái quách hay là những cái này nọ luôn thưa quý vị. Bây giờ Trung xin mời quý vị gặp một cái nhân vật nữa, một người mà cũng thường xuyên đi lặn vớt xác và cũng có những câu chuyện tâm linh rất là hay, cũng như là mình nghe lên nổi da gà quý vị. Thưa bà con, đây là chú Tài. Chú này hôm trước cái video trước quý vị là Trung cũng có chia sẻ cho bà con biết rồi đấy. Chú là hôm nay là trong những ngày mà gặp bé Ngọc á, để mà lặn vớt là liên tục như vậy, thì chú cũng có gọi là bà con, chứ không phải bà con chú ha? Đâu phải bà con. Dạ, không phải bà con. Kiểu như giúp đỡ qua lại thường xuyên á, đúng không? Con như con cháu trong nhà vậy đó. Dạ. Dạ. Và đây là những cái... Đây là cái trại hòm của từ thiện Phước Hậu đó. Là của bên của cậu Nam đó, là em cũng là lính của cậu Nam, cũng xuống tiếp tay ổng, nghe nói xác chết hay là ở đâu bất cứ là cho quan tôi điện xuống là có mặt đi liền, chấp hành nhiệm vụ là phải khiêng hờn hay là quách có sẵn liệm, không có nhận tiền, cái đó gia đình bảo dưỡng thôi. Đây là trại hòm bên chú Nam quý vị nha, thì chú cũng là trong cái đội từ thiện thường xuyên chung mà đi gặp mấy cái đám từ thiện là gặp chú, nhưng mới vừa rồi có một cái vụ mà thì tự vẫn đó chú ha, treo cổ. Thì cũng qua đó chung cũng tới thăm hỏi và cũng gửi chú phần quà, cũng gặp chú ở đó vô tình mới gặp được quý vị nha. Chú thường hay được biết là chú thường hay đi xuống dưới sông á để vớt lặn những cái xác chết như vậy á, thì chú có sợ hãi khi không? Mà cái đó không sợ, cái đó tâm linh, tại mình ước mơ mình lặn xuống, trước khi mình lặn mình cũng phải giấy thôi, bà cậu có phước mặt của mày cho tôi lặn, tôi tìm được cái xác cho gia đình ta vui, tôi cũng vui. Thì vừa lặn xuống là nó đụng ngay, còn cái xác của nhỏ này tôi không biết sao, mà mình không biết cái tâm hồn của nó có bị cái gì hay là cái, mình không biết thiệt. Còn cái bao nhiêu xác trai gái gì vớt, bởi vì đi ra qua cũng nói trời ông đó, ông tại ông mò cũng nhận xác chết hay, thì ông mò cũng dính liền, đụng xuống ông lặn hay ông kéo, mà ông có hơi ông lặn cũng giỏi, thôi cho tiền ông cà phê, thì người cũng cho 100, 200 thì mình cũng cái lòng cảm ơn của mình. Chứ không phải mình lại nói cho tôi 1 triệu, 3 triệu mình làm gì, không mình không có cái đức. Bởi vì ông Nam nói mày theo tao, tao dạy cho mày luyện, rồi có chết cho chết nổi thì mày đi theo tao, bất cứ ở đâu cũng vậy, ai cho không cho sao mày đừng nhận, mình đừng nói vậy. Thường mình làm những việc nguy hiểm và nó rùng rợn như vậy thì ta hay nói là làm việc nào thì gặp những cái đó, thì chú có hay gặp những cái hiện tượng gọi là
gọi là ma mị hay không, gì đâu. Đi đó bao nhiêu năm rồi, tại quan tôi ông chỉ cho liệm cách liệm, buộc làm sao, bó làm sao, quấn làm sao, rồi mình lại sao, trả lễ cho người ta rồi làm này làm kia. Không có ngủ, không thấy gì chân, tại nặng muốn vía. Cái vía tôi nặng lắm. Từ trước giờ mà chú không có nhìn thấy một cái gì gọi là... Không thấy bóng ma hay là bóng quá hay là ai kêu rồi, ông Tại ơi, tôi nhờ ông cũng cảm ơn ông liệm tôi vậy vậy đó. Không có cho, không cho gặp. Quá à? Không có. Mà cũng độ, người ta cũng độ, rồi đi lụm cũng có tiền, rồi cũng kiếm trăm mấy, hai trăm nha cậu dân. Đi lụm mũ mình nè. À, đi lụm. Ôi là chú đi lụm mũ về trai hả? Là chỗ ngay nhanh cho nhà cậu hoài. Ngày nào chú cũng xách cái bao đi lụm hay sao? Đẩy xe ba gác. Đẩy xe ba gác, đi lụm. Trời, chiếc xe ba gác đó, cho tiền mình mua 1 triệu mà mình để dành. Rồi một ngày chú lụm là gỡ ba bán nhiêu? Cũng bán cũng được trăm mấy, hai trăm. Tại hồi sáng em đi lụm nè, rồi là cái cậu Nam cũng nói, Tài ơi, chạy về lẹ. Bằng áo của Yến Sang vô, đặng mình đi giới xác có nổi rồi. Dạ. Thì em bỏ xe ba gác nha, em chạy xuống em bằng đồ, chạy xuống đi theo quan đi. Quan chỉ cần điện cái nhẹ là mình chạy xuống, tại trách nhiệm của anh mà. Dạ. Anh mình nằm trong cái đội liền mà mình không có né khỏi, không có tránh khỏi đúng được. Đúng rồi, liền thì thấy là cũng là thường xuyên hay đụng những cái... Đụng cái xác chết, mà phải bốc. Dầu nó hôi cỡ nào, thuốc cái nào, mình cũng xuống mình cũng bốc, rồi lấy dù lửa đổ lên. À, đó. Chú đi vớt những cái xác chết như vậy, thường hay gặp những cái xác chết mà ta nói là lâu ngày không? Có nhầm khi cậu Trung thấy không, không có quần có áo mà chết cũng cái đau lòng, mình không ai nó bậy cái dòng vú mình nứt cái chân rồi nên nó hở nó là nữ hả? Ừ, nữ nghe chứ không phải đàn ông. Dầu nó đục vô mình thấy tủi, không có nước mắt mình rớt luôn. Mà không lẽ mình có áo cũ mà mình bận vô cho người ta nó coi kì. Mình đâu có làm cái gì không, mình phải lấy đồ mình chùm lại cho nó lịch sự một chút. Người đã chết chứ xong rồi vớt lên không có quần có áo và nắng đâu, nó trụ lũ nó đưa ra cũng dòm cũng tủi cho. Người ta cũng như mình cũng như người ta. Mà mình thấy đau lòng phải lấy cái xu là mình đắp lại, mình dùm lại cho nó kín đáo chút. Rồi mình đem về cho gia đình vui lòng. Nó gia đình ta có trọng tài, mình ta cảm ơn mình. Một tiếng nói là tiếng chèo cao cũng chung. Chứ mình không nghĩ gì chứ. Tôi quả gì tôi ước mơ cũng như tôi. Dạ, chú làm như vậy á. Chú làm như vậy thì thường xuyên gặp những cái xác chết như vậy. Có khi nào mà giống như mình mà kiểu như mình động lòng, ta nói nếu là làm nhưng mà làm chuyên làm hoài thì nó đẹp trai á, mà chú có bị động lòng không? Như kỳ cơn bão số 5 rồi nè, tôi cũng đi ra ngoài biển, ra ngoài đảo nè, chắc nhiều lắm đấy, đi ra vớt xác không chụp xác chết không đó, là một đêm là tôi vớt 4K, 5K, 6K, đi với kiểm ngư quân đội, đi với kiểm ngư bộ đội đó, mà bộ đội tới đội xin tôi ở lại làm lính luôn, mà tại 4K 5K nghĩa là 4-5 xác chết hả? 4-5 xác chết. Giả tỷ ai chết thì mình đưa lên ghe rồi bó lại, còn ai mà mất xỉu thì chuyển vô bệnh viện. Trại từ hỏi con Trung từ ở ngoài đảo mà trời về tới địch giá nhà thương mình lại làm sao cứu được. Tại pháp y là bác sĩ nên ở trong hồn nó có sẵn chân vô đó là cho nó thấp hối. Cuộc đời của chú là đã vớt bao nhiêu cái xác nhiều chết lắm rồi không có đếm được Trung này. Khoảng bao nhiêu chú chết rồi cần kêu cậu Nam không cỡ trăm thôi chết trên nè trên 100 xác chết. Có bệnh có rồi tự dặn có uống thuốc sâu có rồi tự nhiên người này kia cũng có rồi chết trong nhà trọ cũng có xình 7 ngày 7-8 ngày vô mới tới dội đạn luôn mà chịu không nổi cũng phải cắn răng mà chịu. Kinh nhà ở nhà chú sống ở nhà chú sống với ai? Sống mình nên nè, mấy đứa con có chồng có vợ em lo cho nó. Rồi vợ chú đâu? Thôi lâu rồi. Chú có mấy đứa con? 4 đứa con thôi, hồi lúc còn mấy lớn, mấy đứa con mấy lớn, bây giờ nó lớn có chồng hết trơn. Hoài là chú sống một mình nên luôn thương quý vị. Là nuôi con tới lớn luôn. Dạ. Rồi sau này không có thèm mà quan tâm đến đàn bà nữa, mình không có quen ai mà dắt về ở mất công nó phiền phức cái cậu. Con mình nó lớn mình dắt về cái con mày con tao rồi tiền đông gạo phát mất công nó chữ nó nặng nhẹ theo tôi sống vậy. Có nhiều ăn nhiều có bệnh hoạn thì cũng nhờ bác sĩ là mình làm trong cái hội ông Nam cũng nói vậy. Mua chợ cái bảo hiểm y tế rồi mình có bệnh hoạn thì mình cũng đỡ cho chung cậu Trung đó. Chứ mình không có nhờ mất công mình lấy dắt về thì nó đàn bà sẽ sống bằng tiền thôi. Cái đó đâu nghĩ tới nó thấy mình bệnh hoạn đó là bộ nó đá đít mình rồi đó. Bởi vì tôi nghĩ như nhiều lắm. Công việc mà tiếp nhận xác chết này là trước khi có vợ hay sao chú ha? Giờ lâu rồi. Trước khi có vợ luôn? Ừ, có vợ luôn. Rồi lúc còn làm ở bên bển. Bà có ngăn cấm của chú không? Không cấm. Tại tôi vô cái đó là tôi tình nguyện đi vô mà. Hồi đó em lượm cũng có lượm 40 cây vàng nói chung. Cái gì chú lượm 40 cây vàng? Dạ. Hồi đó là cái cậu chú 140 cây? Dạ. Wow. Hồi đó là giật biên đó, hồi đó là với số mình còn tầng 2000. Hồi lúc em còn lượm mình nhỏ xíu à. Dạ. Em còn đi chơi với đít bắn cái đạn của Ly. Bởi vì cái thằng thun mà em bắn chim tới giờ em còn giữ tới giờ đó. Bây giờ năm nay là em... Chú kể đi là... chú trong quá trình thế nào mà chú là lượm 140 cây vàng? Tại hồi đó là cái cầu Thọ Mỹ mình nè. Dạ. Cậu Trung biết mà. Là cái đường ngã ba mình đi đầu vôi đó.
là hồi đó tôi chui sàn, tôi đi lượm quẩy bao mình là quẩy bao, rồi đầu ở trên á, rồi đầu với người ta đi đái đi tiểu để cắm đái trên đầu mình cũng phải chịu, tại mình đi lượm mà nghèo khổ mình lượm kiếm tiền để nuôi cha mẹ. Hồi lúc chui dưới mình đi, chui dưới mình lượm bươi nha, đụng cái gì lượm cái nấy, lượm sắt lượm mũ, rồi nhờ bà cậu qua cho được cái một số vàng, nó vàng miếng bé lớn nha, kim thành, nó để là kim thành chữ tàu, là em đếm là 6 chữ, móc ra nó mỗi một miếng, chứ nó có nửa miếng, mới đem về cho chị, là người chị đi thử, lại thì cao chân trung, cái tiệm trung đó, nói là một miếng tới 4 tỷ mấy vậy, nó, rồi ra hỏi bán không để bán, rồi đầu bán mới mua được cái nhà, mua chỗ đường Trịnh Minh Minh đó, hồi đó mua có 2 chỉ à, hồi đó còn già nó còn rẻ, rồi sau này cái ông già chết mới bán lại có 3 cây. À lúc chú lụm vàng đó thì có ai hỏi xin lại không? Không, không ai xin, cái đó là giật biên. Tại giật biên nó nhét ở trong cái cột á, nhét vô trong cái đầu. À cách đây bao nhiêu năm rồi chú hả? Dạ cũng lâu rồi. Lúc đó là chú nhớ bao nhiêu tuổi hả? Không nhớ, hồi đó còn nhỏ. Lúc là sợ quá. Ủa là chưa có vợ luôn chưa đúng không? Chưa vợ, chưa có con nữa. Wow, bây giờ chú năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay tuổi dê tuổi mùi rồi. Là bao nhiêu tuổi chú? Tuổi thì nó không nhớ thì cỡ 60 không? À cũng cả đó là hàng đó. Bởi vì ai cũng nói già đó đến tuổi. À. Tại không có suy nghĩ hay là ăn chơi ăn ham nhậu. Rồi ông già ông hỏi con còn không? Tôi nói dạ ba. Chờ cho ba con nè, ba muốn xài để ba xài đi. Mới móc ra một dây. Dạ. Yeah. Đưa cho ông nó quýnh bài, quýnh cờ bạc giết cái tua biển An Giang. Rồi người ta cho ông hết tiền hết bạc bán nhà rồi giờ ông chết. Ông với bà chết giờ chôn nghĩa trang này nè. Người ta cũng cho hòm, hồi đó hòm được hòm gì cũng quý lắm, cho cái hòm gòn. Nhưng mà cái số tiền đó là chú nhớ là khi chú mua chú lụm về, chú đã dùng nó như thế nào? Dạ thì ông già ông giữ, cho em không có giữ đó. Đưa cho ông già hết? Đưa cho ông già, ông đi quýnh bài, cờ bạc, ông xong. Biên tăng ăn tiêu tăng hết luôn. Tiêu tăng hết luôn. Rút cuộc ra ngoài cũng ra bộ đời ở. À. Rồi giờ cha mẹ chết rồi, em phải mướn cái nhà trọ. Rồi bây giờ là không có gì trong có tay gì luôn? Không có gì trong tay hết. Wow, thưa quý vị. Nếu là 140 cây vàng, thưa quý vị, thưa quý vị, quy ra thử là thời điểm hiện tại bao nhiêu? Một cây nó là... bây giờ cho nó là 60 triệu đi. 60 triệu đi, là 100 cây là 600 triệu. 40 cây nữa là cho 240 triệu nữa. Mà vàng kim thành mình hồi đó là cái giấy số tờ có tờ 2.000, bây giờ giấy số bây giờ là đại lý giờ một vé 10.000 à. Hình như mình tính sai đó ta. Một cây là 60 triệu. 60 triệu. 10 cây là 600 triệu. 600 triệu rồi. Trời ơi là tính là 100 cây là 6 tỷ rồi. Cậu tính đi cái cộng 6 tỷ cộng cho 20 mấy tỷ nữa. Dây đen của nó cũng như là cái dây đực ngựa mình buộc cái lông quần mấy? Buộc cái lông quần mình nặng cái nịch đấy đó. Dạ. Rồi em mới lượm em tưởng là cái gì không biết. Dạ. Mới móc ra nó trội rồi mình nhớ gian khe lật bên đây sao rồi sao chữ tiêu không lật bên đây sao chữ tiêu không sáu chữ tiêu. Nếu bây giờ chú lượm lại số tiền đó số vàng đó thì như thế nào chú ha? Bây giờ muộn rồi lượm giờ khó lượm. Ví dụ đi. Tại trời cho mình có một lần mình không biết hưởng thì thôi giờ hết đi. Dạ. Bây giờ đi lượm suốt ở đây. Bây giờ phải lượm về chai. Lượm giờ phải đi lượm về chai từ miếng giấy từ miếng mũ bán kiếm tiền nặng sống qua ngày. Chứ giờ vàng thì ước mơ không còn cái đâu. Tại đúng quý vị. Cho nên ông lượm được một lần là trời cho ông mà ông không biết hưởng thì thôi. Đúng rồi, trời cho một lần 140 cây vàng. Nhưng tới cuối đời bây giờ lại đi lượm về chai. Cũng trở về lượm về chai chứ không bỏ ngày. Dạ. Mình thấy có buồn không? Dạ không buồn, mình hết rồi. Để lại. Bây giờ là chú đang đi phải đi làm từ thiện, đi giúp lại những gì đó để lấy lại công đức. Dạ, nhầm khi thì cộng nam ổng kêu xuống đi liệm thì cũng có tiền, nó chắn ra đấu ra cũng có tiền, vậy không ăn có tiền. Giờ tỷ đi liệm một cái vậy á, nhầm khi gia đình cho 4 người 1 triệu thì người cũng chút đỉnh tiền kiếm tiền cơm, tiền gạo ăn được. Rồi tới ngày chôn thì người ta cũng bồi dưỡng cho mình, cho mình có mờ rồi thuốc, rồi cà phê, rồi cơm thì cũng cho mình ăn, cho mình không có đòi hỏi, tại mình đạo tiền. Dạ. Cũng lại sắp hàng rồi mình lại. Dạ. Giờ đó là hoàn một đống. Rồi quay lại chuyện của bé Ngọc là hôm nay á, chuyện mà bé Ngọc đã 9 ngày không tìm thấy rồi thì chú thấy thế nào về câu chuyện này, có khả năng là tìm là thấy bé Ngọc hay không? Bởi vì quan tôi á, ông nói là ông điện nói trời ơi vớt được xác tôi cũng mừng. Được thì tôi tiếp cho quan tôi đặng cho cái quách rồi để vô ông chia sẻ đặng mình liệm nó cho nó vô lò thiêu ấm cúng cho nó mình cũng vui và gia đình nó cũng được vui. Bây giờ xuống dưới mà nghe cái tin xác gì mình cũng buồn ngỏng cũng đau lòng. Lúc nãy quý vị là đi chung với chung luôn là thế cùng là không. Hồi sáng này thì em có nghe nói là ôi ông thầy ơi ở dưới nó còn mò cho nó kệ nó mò đâu mò kệ nó cái chuyện đó mình không quan tâm. Tôi hỏi con chung giờ tôi lặn hết ra hết rồi hết cùng luôn rồi. Mà mình ý là có ống hơi nó còn lặn còn tôi không có ống hơi mình lặn tay ngang lặn cũng phải thiệt tình xuống đáy mà toàn là miễn chai miễn chén thùng khi rồi ba cái thiết cái đồ dưới
Dạ. Nó lỡ đứt tay đứt dòi thì mình cũng phải chịu chứ mình đâu có tượng ngay được cái chung. Dạ dạ. Nó đâu phải mình nói tôi lỡ đứt tay đứt xưa tới xưa cho tôi xin tiền, mình đâu có làm gì. Cái đó mình ăn tiền cho nên sao? Dạ dạ. Thì là mình chịu thôi, đau lòng. Đó. Bởi vì tôi nói là thôi giờ mày gán đi mình đừng có buồn, để tao cũng gán kiếm. Có gặp con mày thì tao cũng đem về, tao xuống với quan tao có cái quách thẳng kìa đưa cho mày. Tại ông già nó ở đây nè, nhà nó ở đây nè, chỗ lò heo bên nè. Dạ. Sao biết lò heo bên nè? Đây quý vị, nó đây là những cái hòm rồi. Dạ. Mới cái hôm qua đóng quách bốn cái, bốn cái luôn. Dạ, bốn cái, như là hai cái này đóng gồng phụng rồi nè cậu Trung. Dạ. Đó, đóng cặp gồng hết trơn đầy đủ rồi đó. Còn đóng này đẹp luôn nha. Rồi, đó. Mà hòm là toàn là hòm từ thiện nha. Những cái này nếu mà này, mà ta bán phải bao nhiêu chú theo? Không, cái này tôi nói cậu Trung nghe, cái này là quan tôi ổng đóng như là làm mẫu. Còn nữa, nếu mà ổng đóng là phải đóng trang trí. Tới như toàn hòm thiện hết luôn á. Như một cái phải 8 đến 10 triệu đó chú. Đó cái đó đó. Một cái từ 8 đến 10 triệu đấy, bắt đầu. Tôi nói cậu Trung biết bên kế dễ dầu nó cho. Một cái miếng dán mà không cho, còn bên đây là của quan không cho hết. Cây su. Đây, cây su. Cây su rồi bản cái phó, cái hoạch. Rồi cái này là ổng bán nè. Đại đồ trang đồ thợ là phải bán là nó mấy tiền lại. À. Còn mấy cái này là ổng cho hết. Đúng rồi, đúng rồi, không cho có nhăn tiền. Dạ. Đèn bọng có, chống cờ gì có đầy đủ hết. Đó, vậy đó. Rồi thùng tiền, thùng gì có, rồi cái thùng cái khuôn để của mình có đầy đủ chưa? Dạ. Đó. Ổng tính mua thêm ở làm nữa đó. Ổng mới lấy đồ gì nữa. Đây là cái này là cái áo quan mình, nó áo quan nè. Nó áo quan dù có luôn. À. Nó có dù có bọng hết trơn, áo quan. Cái áo quan trước khi mình liệm liệm ta rồi mình trồng lên nè. Dạ, nó dạ. Lực sự hơn. Dạ. Trùm lên lực sự hơn. Nó vậy đó. À, thưa bà con, đây là có mấy anh em YouTuber lúc nãy cũng đi chung với Trung ở đây quý vị nha. Cũng đi chung và cũng đưa tin tức, tuy nhiên là cũng sự cố dễ xảy ra như vậy nên bây giờ mấy anh em cũng rất là buồn. Bây giờ không biết sao, cũng là thành thật là xin lỗi thôi. Bây giờ thì ở đây thưa quý vị là có đây thì con gửi cho chú nha. Dạ. Chút đỉnh tiền. Hôm nay có ai gửi tiền chú chưa? Dạ cũng có. Được bao nhiêu rồi? 300, 400. 300 hả? Dạ. Rồi cái này con gửi chú nha, đâu có Mạnh Thu Vương hỗ trợ. Dạ. Trung phải để dưới video quý vị nha. Dạ. Bất ngờ thành ra Trung hết. Dạ. Trước được. Dạ. Tại gửi chú 500 nha. Dạ. Dạ. Chú Nam ơi. Chú Nam ơi. Đây là quan. Đây chú ơi. Đây là quan. Đây con gửi chú 500 coi như tiền xăng dầu. Dạ. Để hỗ trợ mấy anh em qua lại nha. Mấy anh em cố gắng. Cảm ơn, cũng cảm ơn cục. Không có đúng đâu. Dạ. Mấy em cố gắng. Cố gắng hoàn thành cũng nhiệm vụ, cố gắng làm sao kiếm được cho tròn. Dạ. Coi cậu Trung vui nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Cái bé đang có mắt cưng. À thưa quý vị, đây là 10.000 rồi. À Mr. BB. Dạ. À, thưa quý vị, thì cái trường hợp hôm nay sáng nay đi như vậy á, thì mà nó không được như vậy thì BB thấy là thế nào nhỉ? Cảm giác ban đầu khi mà nghe hay tin vậy á, rất là mừng và rất là mong chờ gặp được bé. Tại vì ai cũng hy vọng bé dưới đó rất là lạnh lẽo, mà mình mang bé lên bỏ vào bé vào cái quan tài thì ít nhất thì cũng là an ủi tinh thần của bé. Bây giờ cái vong linh của bé không biết ra sao nữa anh ạ. Nghe nói ngày mai nữa, mà ngày mai không, bây giờ 10 ngày rồi mà ngày mai nữa thì cũng đã ra mất tiêu rồi chứ còn đâu nữa. Tội kinh vô, tội khủng khiếp luôn á. Khi mà hay tin mừng khủng khiếp rồi nghe tin lại thì gần tới rồi, nghe tin lại thì cũng khóc luôn á. Tức tối sao mà người ta lại báo cáo những cái tin mà không đúng vậy á. Nói cho rõ ràng, tại vì một đứa bé với một người lớn cái khóc cái thế. Cái kích thước nó khác nhau chứ đâu phải là giống nhau đâu. Ừ. Báo vậy chết luôn, ai cũng mong chờ. Nói chung là anh em là buồn, rất là buồn và thất vọng vô cùng luôn. Tuy nhiên là BB cũng là đại diện chung chứ mấy anh em YouTuber cũng nói lên những lời như vậy. Thực sự là thất vọng, rất là buồn và mình cũng không mong muốn như vậy. Hy vọng rằng là lần sau tin tức đưa đúng, đến đúng để cho chúng tôi có thể đưa đến đúng tin tức cho bà con và cũng không bị trường hợp thất vọng nữa. Bây giờ Trung cũng xin khép lại video đây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm ủng hộ kênh Cam Trung Vlog, là nhớ nhấn lại đăng ký kênh bà con nha để theo dõi những video tiếp theo. Ok, chào tạm biệt.